Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ về cách làm một cái kẹp điện thoại từ chiếc bút bỏ đi và cái ống nước PVC nhé các bạn. Trong mùa dịch này đặt hàng rất là khó khăn thì mình có gì tự làm ở nhà luôn nhé các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video với mình.